Hẹ là cây trồng quen thuộc và là thực phẩm không xa lạ với các gia đình. Bên cạnh đó, hẹ cũng là cây thuốc. Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vào mùa xuân, hẹ là thức ăn, vị thuốc có tác dụng tốt nhất vì thời điểm này chất lượng làm thuốc của hẹ cao hơn. Cà Dao có câu, gió đông lạnh buốt tái tê, thành hào lá hẹ tràn trề cỗ xuân. Trong thời tiết nắng ấm, có pha chút lạnh lạnh đầu xuân, rau hẹ phát triển tươi tốt. Thứ rau này là thực phẩm của cả bốn mùa, nhưng ăn vào mùa xuân là tốt nhất. Chỉ cần một khoảnh đất nhỏ nhỏ, các gia đình đã có thể trồng một vài khóm hẹ. Cây dễ trồng, nhanh lên, không tốn nhiều công chăm sóc. Xưa nay, bên cạnh việc dùng làm thực phẩm, trong dân gian vẫn lưu truyền một số bài thuốc đơn giản có dùng hẹ, đặc biệt hay sử dụng trong các trường hợp hò húng, cảm mạo ở người lớn và trẻ em. Đơn giản nhất là lấy lá hẹ tươi, rửa sạch, sau đó đem cắt nhỏ, cho đường phèn vào cùng một bát, sau đó cho vào nồi hấp. Lấy nước lá hẹ hấp để chữa trị ho cho trẻ em, có thể cho trẻ uống dần trong ngày từ 2 tới 3 lần. Khi cho trẻ uống nước lá hẹ thì ngoài trị ho, run kim, còn trị được chứng tiểu dầm hay đổ mồ hôi trộm, viêm hô hấp trên. Gia đình nhà tôi cũng như các gia đình khác ở cái vùng tôi ở này thì nhà nào cũng trồng vài khóm hẹ để mà ăn sống cũng được mà cũng sử dụng vào các cái việc như là khi trái gió rở rời mà người lớn cũng như trẻ con ho, mệt mỏi, sốt nóng mà có thể lấy cái cây hẹ này về rửa sạch đi rồi làm theo hai cách. Cách thứ nhất có thể là rửa sạch rồi thái vào bát cho một ít đường phèn. Nếu không có đường phèn thì cho một ít đường trắng cũng được. Rồi thì cho vào một ít nước vào xong, đặt cái bát ấy vào, đun cũng như là hấp cái thủy đấy. Rồi thì cho trẻ con uống, cũng có thể là khi mà trẻ đang ho sốt cho uống thì nhanh hạ sốt. Cách nữa là rửa sạch rồi cho vào cối giã. Cho vào cối giã rồi thì lấy nước sôi để nguội. Lấy miếng vải hoặc là có thể là nọc theo cách đơn giản nhất vào cốc. Rồi thì người lớn, trẻ con uống cũng được. Lá hẹ tươi cũng được dùng để giã nát, lọc lấy nước uống hay rắc lên để uống cũng là bài thuốc tốt để trị các chứng hèn suyễn, khó thở. Ở nhiều nơi, người ta còn dùng kết hợp cả hẹ và gừng tươi. Hấp lên để ăn cái, uống nước, chữa cảm mạo hay ho do lạnh, dùng tốt cho cả trẻ em và người lớn. Từ trước tới nay thì rau hẹ được dùng phổ biến nhất trong vấn đề chữa trị cảm sốt, ho ở người lớn và trẻ em. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì đây là một giải pháp hữu hiệu khi mà việc chữa bệnh cho bé bằng kháng sinh bị hạn chế nhiều mặt. Đây chỉ là hai cách dùng hẹ làm thuốc được nhiều gia đình áp dụng và có hiệu quả. Thực tế, trong các sách y khoa xưa còn lưu giữ rất nhiều bài thuốc có sử dụng thành phần nguyên liệu là cây hẹ. Đặc biệt, hẹ là cây lành tính, không có độc,
tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng và chế biến làm thuốc. Cây hẹ thì trong dân gian và sách thuốc người ta ghi các cái tên khác nhau. Thí dụ như là nó còn có cái tên gọi là khởi dương thảo hay là cây cửu thái. Thế đây nó là cái cây rất đặc biệt ở cái chỗ là rồng rất dễ sống, nhưng mà nó lại có hai cái tác dụng. Một tức là nó làm rau thơm, rau ăn, làm chế biến một số thực phẩm. Nhưng cái tác dụng thứ hai của nó là làm thuốc. Về tính vị của hẹ, trong y học cổ truyền, các cái sách kinh điển người ta có ghi là nó vị chua, cay, hăng và tính nóng. Nhưng khi đun lên lại là tính ấm. Nó vào hai kinh là kinh can và kinh thận. Thế vì vào hai kinh can và kinh thận thì nó sẽ có một loạt các tác dụng như thế này. Một, tức là người ta chữa các cái bệnh về đường hô hấp. Hai là chữa các cái bệnh ở can, thí dụ như là cái ứ máu mà xuất huyết. Thế ba, tức là người ta chữa các cái bệnh về thận. Cây hẹ là cây thảo nhỏ sống nhiều năm, cao từ 20 đến 25 cm, có thân mọc đứng, hình trụ hoặc có gốc ở đầu. Lá ở gốc cây hình dải phẳng hẹp, có rãnh, dài từ 15 đến 30 cm. Chỉ là một cây gia vị nhỏ bé, nhưng cây hẹ lại nắm giữ nguồn kháng sinh tự nhiên nên trị được nhiều bệnh mà lại chẳng lo mệt mỏi kháng thuốc. Đông y cho rằng lá hẹ có vị cay, hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Nếu thường xuyên ăn canh hẹ sẽ giúp nam giới cường tinh lực, bồi bổ gan thận. Lá hẹ cũng rất tốt đối với phụ nữ có thai khi bị nhiễm lạnh, phụ nữ sau khi sinh bị chóng mặt. Củ hẹ có vị cay ngọt, được dùng trong các bài thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần. Dùng làm thuốc ấy, thì một là sách xưa các cụ cũng khuyên là nên ăn hàng ngày. Ăn hàng ngày nó có hai cái tác dụng. Một tức là nó kích thích tiêu hóa, là tăng tiêu, chống đầy và phòng các bệnh đường hô hấp. Cái tác dụng thứ hai tức là nó chống ứ động và tăng hoạt huyết, chỉ huyết. Thì nó trong những cái người có bệnh về xương khớp hay bị đau, dễ bị chảy máu, thì cái này dùng hàng ngày nó cũng phòng được các bệnh đó. Thế còn để chữa bệnh cụ thể thì người ta hay phối hợp với các vị khác, chứ ít khi người ta dùng hẹ đơn thuần. Thí dụ như là vì nó vào kinh thận, thận tàng tinh, cho nên liên quan đến các cái bệnh sinh dục, các cái di mộng tinh, thì người ta dùng cái hạt của cái cây hẹ này. Nghiên cứu hiện đại cho thấy rau hẹ có nhiều chất xơ nên có tác dụng kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, phòng chống bệnh táo bón và sâu răng. Chất xơ trong loại rau này còn có khả năng cân bằng các nhóm vi khuẩn đường ruột, giảm thiểu tác động của các chất gây ung thư niêm mạc ruột, dự phòng tích cực bệnh ung thư đại tràng. Ngoài ra, rau hẹ còn có tác dụng hỗ trợ trị liệu tăng huyết áp và các bệnh cơ tim. Trong các cái nghiên cứu của y học hiện đại thì người ta thấy hẹ nó có khá nhiều thành phần. Trong một cân hẹ thì có 0,2 gram đạm, 0,5 gram đường, có vitamin C với khối lượng rất lớn và vitamin A. Ngoài ra nó có cái chất rất đặc biệt, tức là cái
alicin và adoctin. Hai cái này nó là cái kháng khuẩn rất mạnh đối với lại tụ cầu, cho nên là người ta có thể chữa các cái bệnh ngoài da bằng hẹ. Sách Nội Kinh có viết xuân hạ dưỡng dương, nghĩa là mùa xuân cần ăn các món ôn bổ dương khí. Hẹ nằm trong nhóm thức ăn đó. Còn bản thảo Thập Di viết rau hẹ là ấm nhất, có ích cho người nên ăn thường xuyên. Có điều cũng cần lưu ý, không nên dùng hẹ vào mùa nóng. Hẹ cũng rất kỵ với mật ong nên tránh việc dùng cùng lúc hai thứ. Những người âm suy, bốc hỏa cũng nên hạn chế dùng hẹ. Ngoài những lưu ý trên thì việc dùng hẹ làm thực phẩm hay làm thuốc đều rất tốt vì hẹ là cây lành tính, không có độc. Chính vì những dược tính đó của hẹ mà hiện nay nhiều gia đình vẫn chọn sử dụng những bài thuốc dân gian cách chữa từ cây thuốc nam hơn là chọn sử dụng các thuốc điều chế theo Tây y. Hẹ này mình trồng ở giữa vườn hoặc trồng trên chậu cũng được, dễ trồng thôi mà cũng rất thông dụng. Để mà mình sử dụng trong cái việc chữa bệnh thì tôi thấy là thuận lợi, nó không có mặt trái. Thuốc Tây còn có thể là nhanh nhạy thật nhưng nó lại có mặt trái của nó, nên là dùng cái cây hẹ này thông dụng mà tiện lợi hơn. Hẹ nó là một cây mà rất dễ trồng và nó rất thân thiện đối với mọi gia đình, cho nên là tôi thấy là các gia đình nên trồng và nên ăn hàng ngày. Nó giúp phòng bệnh và giúp giải quyết các cái bệnh chứng tại nhà. Thí dụ như là những cái cháu bé nó bị chảy nước tai chẳng hạn, thế thì lúc đó đi tìm thuốc là lâu lắm. Thế nhưng nếu chúng ta có bụi hẹ giã ra lấy nước để rửa nước tai thì nó khỏi rất nhanh, mà nó lại an toàn bởi vì hẹ không có độc. Chỉ bằng những thân cây hẹ nhỏ bé, rất nhiều bài thuốc đã được lưu truyền và được áp dụng có hiệu quả. Danh y Tuệ Tĩnh xưa đã có câu, nam dược trị nam nhân, hãy sử dụng những dược liệu chính là những cây cỏ, thảo mộc xung quanh chúng ta để thấy trân trọng hơn những giá trị của nền y học dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Một số bài thuốc từ cây hẹ: cảm mạo, ho, giò lạnh, hẹ 250g, gừng tươi 25g, cho thêm ít đường, hấp chín, ăn cái, uống nước. Trị đái dầm, ỉa chảy lâu ngày ở trẻ em. Nấu cháo dễ hẹ tươi 25g, gạo 50g, dễ hẹ vắt lấy nước, cho vào cháo đang sôi, thêm ít đường, ăn nóng, dùng liên tục trong 10 ngày. Nấc giò lạnh, uống một bát nước hẹ đã giã nát và lọc bỏ bã. Trị run kim, dễ hẹ giã lấy nước cho uống, hay sắc lá hẹ hoặc dễ hẹ lấy nước uống.